Và sau khi em nói về nhân vật số 1 thì bắt đầu em đến cái nhân vật số 2. Nhân vật số 2 này kể chuyện rất là mộc mạc và cũng là người miền Nam luôn. Kính thưa quý vị, rất mộc mạc và cũng là người miền Nam. Và nhân vật số 2 này tên là bà Nguyễn Thị Chim. Thì em thú thiệt với quý vị là cái chữ chim này là cái chữ E nha. Này là chim có E. Mắc cười nhớ cái vụ mà chim có E với chim không có E. Ông bác sĩ hỏi em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Chim hay là em tên Phạm Thị Chim? Ông bác sĩ hỏi vậy, chim có E hay không có E? Cái cô đó cũng mới nói là bác sĩ này kỳ ghê, có làm gì đâu mà E. Trời đất ơi, tôi hỏi cô là chim có cái chữ E ở giữa hay không có chữ E. Ok quý vị, bà Nguyễn Thị Chim kể chuyện vào ngày 3 tháng 11 năm 1981. Thì em thú thiệt với quý vị là bà này kể chuyện chuyện xưa, chuyện đau thương mà em cười ra nước mắt luôn quý vị ạ. Em cười ra nước mắt. Em xin lỗi quý vị là những đau thương ngày xưa nó đã qua. Mình không muốn những người này có thù hận gì với gia đình của Ngô Đình Diệm hay là Ngô Đình Diệm. Nếu thật sự mà Đảng Cộng sản Việt Nam không đỉnh của đỉnh, không an yên lòng dân, không có trại cải tạo, thì những người này có người thân bị giết, họ sẽ trả thù dòng họ Ngô Đình Diệm, đúng không ạ? Chứ không phải là dòng họ Ngô Đình Diệm được sống cho tới bây giờ ngày hôm nay đâu quý vị ạ. Chứ không phải là dòng họ Ngô Đình Diệm được sống cho tới ngày hôm nay mà được coi như là vui vẻ toàn diện. Cháu của Ngô Đình Diệm vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay, của chú anh chị ạ. Của chú anh chị ạ. Và bà Nguyễn Thị Chim này là một người dân làng ở miền Nam Việt Nam, có chồng và các con bị giết ở nhiều thời điểm khác nhau trong chiến tranh Việt Nam, hay còn muốn nói là chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bà mô tả nhiều khó khăn mà người dân phải đối mặt dưới sự cai trị của Ngô Đình Diệm và cái chết của những người thân trong gia đình bà bởi bom đạn Mỹ. Và bà lưu ý rằng chính vì chính sách đàn áp của Diệm mà dân làng đã ủng hộ cách mạng. Quý vị có biết là cái bác Phạm Thanh Giòn hồi nãy với bà Nguyễn Thị Chim này biết gì về cộng sản đâu quý vị? Không biết gì hết á. Chắc chắn với quý vị một điều là họ không biết gì về cộng sản hết. Nhưng mà chính vì Ngô Đình Diệm và cái chế độ thối nát và chế độ áp bức, bóc lột, độc ác, ai cũng chụp mũ cộng sản hết, đã ép những người này phải đứng lên. Ngay cả người này cũng bắt đầu câu chuyện như thế này quý vị. Tài liệu này được bạch hóa cách đây cũng không lâu đâu quý vị. Hồi xưa người ta quay, người ta chỉ chiếu cho người Mỹ xem thôi quý vị. Nhưng mà sau này thì chiếu cho cả người thế giới xem. Thì cái người phỏng vấn hỏi là cuộc biểu tình như thế nào, và năm 1966 khi nhà bà bị đánh bom thì chồng con bà chết như thế nào. Thì bà Nguyễn Thị Chim nói là năm 1966, rồi cái người phỏng vấn nói hỏi là hãy cho chúng tôi biết chồng của bà đã bị bắt như thế nào. Đấy. Đáng lẽ là 1956 mới đúng chứ không phải 1966, xin lỗi quý vị. Nhưng mà do cái phần kịch bản của họ phiên ra trong cái bộ phim thì nó là như vậy. Năm 1956, ở làng tôi có một ông trưởng thôn tên là ông Chắc. Chắc các quý vị, là người tàn bạo nhất. Đây. Có một ông tên là ông Chắc là người tàn bạo nhất. Hắn ta sẽ không hài lòng nếu không nhìn thấy máu vào bất kỳ một ngày nào trong tuần. Quý vị thấy cái chế độ ác không? Đào tạo ra người ác không? Quý vị thấy cái chế độ ác không? Đào tạo ra những người ác không quý vị? Mà bây giờ Lê Hoàng Nam bảo là lịch sử đã qua, những cái gì để phán xét? Từ Bảo Đại là mình đã thấy kỳ rồi. Bây giờ tới Ngô Đình Diệm cũng như vậy luôn. Tới Ngô Đình Diệm cũng nói như vậy luôn. Mà trong khi còn rất là nhiều bằng chứng mà hôm nay em chỉ đưa ra được 2-3 bằng chứng thôi. Ngày nào ông ta cũng bắn chết người dân. Vì lý do này, người dân rất căm ghét hắn ta và muốn giết hắn để giành lại quyền sống ở làng Phú Túc. Đây nè quý vị. Đây nè quý vị. Là dòng này nè.
Vì lý do ông ta đã quá độc ác, ngày nào ông cũng phải nhìn thấy máu, thì người dân mới thực sự là ghét ông ta và muốn khử ông ta để giành lại quyền sống. Regain their right to life. Ủa? Dưới chế độ Ngô Đình Diệm người ta phải giành lại quyền sống hả? Dưới chế độ Ngô Đình Diệm mà còn giành lại quyền sống hả? Dạ không phải, cô này sinh năm 81, chú Thượng Sĩ Nhất ơi. Năm 1956 cô có chồng mà sao sinh năm 81 được? Năm 1981 là năm mà đài truyền hình quay cô này. Và lòng căm thù của họ khiến người dân muốn giết người đứng đầu là tên là Chắc. Và một viên cảnh sát tên là Tiếp hay là Tiệp gì đó cũng tàn bạo nhất. Đây. Cái đoạn đó đó quý vị. Và viên cảnh sát tên là Tiệp. Tên là Tiếp hay là Tiệp gì đó. Giống như Tiếp Lê đó. Là người tàn bạo nhất. Tiếp tục cái đoạn màu xanh. Vì vậy, binh lính của ông đã đồng ý giết ông. Đó quý vị thấy không ạ? Binh lính của chế độ đó giết người lãnh đạo bởi vì người lãnh đạo ác quá. Năm 1960, ông Toàn, một người lính đã bắn cảnh sát Tiệp để bày tỏ sự thương cảm với người dân địa phương. Chúng tôi ủng hộ những người lính và hành động của họ. Vì quá phẫn nộ nên chúng tôi phải đấu tranh ngày càng quyết liệt hơn để tránh bị bắt làm nô lệ và chết chóc cho những người dân vô tội. Đó là nguồn gốc của sự phẫn nộ của chúng tôi. Thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Đây nè, đây em khoanh tròn nha. Đó là nguồn gốc của sự phẫn nộ của chúng tôi, là cái dòng màu xanh xanh đó. Rồi đến năm 1961, vì những lý do đã nêu, tôi đã tham gia đấu tranh và tôi đã chiến đấu vì quyền sống và vì dân chủ. Quý vị nhìn cái bà mà tên là Phạm Thị Chim này, quý vị nhìn khuôn mặt của bà, quý vị nghĩ là bà có đi học tập, bà có là đảng viên có đi học tập không ạ? Bà chỉ là một người dân thường thôi quý vị ạ. Bà chỉ là một người dân thường, người dân Việt Nam thường vào cái thời Ngô Đình Diệm thôi quý vị. Mà vì áp bức bất công cho nên là người dân đứng lên đó quý vị. Đúng không ạ? Và bà nói là bà đã đấu tranh vì quyền được sống và dân chủ. Kỳ á. Kỳ với quý vị. Mọi người ca tụng chế độ Việt Nam Cộng Hòa số 1 và ca tụng Ngô Đình Diệm có thật sự biết những người này không? Có đúng không ạ? Mà người Mỹ phỏng vấn nha, em không hề dùng tài liệu của phía Việt Nam mình. Từ xưa nay em chưa bao giờ dùng cái tài liệu của phía Việt Nam mình. Tài liệu của phía Việt Nam mình là mình mà dùng á, thì nó sẽ nói là cộng sản định hướng thế này, định sản thế kia. Em không để cho nó phải nói cái điều đó. Và người phỏng vấn hỏi tiếp thì bà Nguyễn Thị Chim mới trả lời. Năm 1956, trưởng thôn Chắc bắt chồng tôi đem đi. Tức là năm 56 là bà đã có chồng. Tức là nếu mà 16, 18 tuổi chắc là bà sinh năm em lấy thử cái máy tính ra coi. Là năm 1956 mà có chồng, bây giờ trừ cho 16 tuổi thì là chắc là bà sinh năm khoảng 1940 hoặc là bà sinh năm 1938, giống như cái ông Phạm Thanh Giòn hồi nãy á. Đó thì quý vị thấy là năm 1956 trưởng thôn Chắc bắt chồng tôi đem đi. Lúc đó tôi mới sinh con và đã 2 ngày không có gì để ăn. Quý vị thấy nó ác không quý vị? Quý vị thấy ông trưởng thôn ác không ạ? Người ta mới sinh con có 2 ngày thôi mà không có gì để ăn. Và dân làng bế con tôi lên đó để cho họ biết rằng quả thực chồng tôi đã đi tìm bà đỡ để giúp tôi sinh nở, nên họ không có lý do gì để bắt giữ ông chồng của tôi. Thế là trưởng thôn Chắc nói tôi không quan tâm, tôi cũng sẽ bóp chết đứa bé này. Quý vị thấy trưởng thôn và TV của đài truyền hình Mỹ nó nhắc lại thế này. Quý vị. Người Mỹ dịch lại chứ không phải là người Mỹ đã lúc đó năm 1981 chưa có kiểu là thân thuộc thân thiện với cộng sản đâu quý vị. Dạ. Nên là mình hy vọng là quý vị chia sẻ rộng rãi ra cho Lê Hoàng Nam nghe, cho Lê Hoàng Nam biết. Lê Hoàng Nam thách thức
dân tộc Việt Nam đã đành rồi, Lê Hoàng Nam còn thách thức cả Bộ Văn hóa Thông tin thì tôi cũng lạy luôn. Và quý vị thấy cái câu là I don't care, và tôi sẽ bóp chết đứa bé này. Đây là lý do của sự phẫn nộ, và ông ấy đầy chồng tôi đến nhà tù Chí Hòa và ở đó 1 năm rưỡi. Quý vị thấy là ông chồng không có lý do gì, quý vị. Ông chồng không có lý do gì hết, mà cái ông trưởng thôn chắc á, là đầy, trong lúc mà con người ta sinh ra, đang mang thai sắp sinh rồi á, thì bắt đầu là đẩy ông chồng đi Chí Hòa và ở đó 1 năm rưỡi. Rồi sau khi đó chúng ta sẽ dịch tiếp cái đoạn này. Dịch tiếp cái đoạn này. Sau đó họ đưa ông đến nhà tù huyện Chùm Ruột. Thì không biết là cô chú anh chị ở đây ai mà sống ở cái khu vực mà của quý vị có cái huyện tên là huyện Chùm Ruột hay không, thì là chắc ở dưới miền Tây. Trong 6 tháng trước khi ông được thả ra, và đây là lý do cho sự phẫn nộ của chúng tôi. Và bà này bà nói cái câu mà em nghe em giật mình luôn. Bởi vì bây giờ em cũng sợ con gái Bến Tre lắm. Bà nói là I have hot blood. Tôi có máu nóng. Con gái Bến Tre nhậu dữ lắm nha quý vị. Con gái Bến Tre đô nặng à. Không giỡn đâu à. Quý vị lạng quạng đến từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị xuống Bến Tre. Quý vị mấy em gái Bến Tre mà quý vị mà rủ em mấy em gái Bến Tre là nhậu với anh không? Mấy em nó thẹn thùng, nó hỏi là anh uống cỡ nhiêu chứ em uống ít lắm á. À, quý vị mà nghe phụ nữ hay con gái Bến Tre mà nói em uống ít lắm là quý vị gục trước rồi đó. Em bảo đảm với quý vị luôn, cá nhiêu em cũng cá. Cá nhiêu em cũng cá. Và bà Nguyễn Thị Chim bà nói là tôi có máu nóng. Và đó là bởi vì chúng tôi chỉ là những người vô tội. Chưa hề làm điều gì sai trái. Vậy mà chồng tôi vẫn bị bắt và bị tra tấn cho đến khi bị thương. Quý vị thấy ác không quý vị? Chế độ ác không quý vị? Cái chế độ của mình hiện tại mà còn bị tụi nó xuyên tạc là ác, hèn với giặc, ác với dân. Mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa số 1 nó là như thế này. Thì mình thấy Lê Hoàng Nam không khai thác cái đề tài này. Kênh của bạn đạt được 4 triệu là một cái thế mạnh của bạn. Đáng lẽ bạn phải truyền đạt những cái thông tin mà như thế này cho mọi người cùng biết. Quý vị chia sẻ mạnh mẽ rộng rãi là quý vị. Khi mà cái video clip này được khoảng 5.000 view, em sẽ chia sẻ tất cả cái video clip này, 3 video clip trong ngày hôm nay em nói cho quý vị nghe. Chồng tôi vẫn bị bắt và bị tra tấn cho đến khi bị thương, và họ đã bẻ gãy tay của anh ấy. Quý vị thấy không ạ? Làm gì mà ác với dân vậy? Thí dụ như người ta cộng sản hay cái gì thì cũng phải hỏi người ta là như thế nào chứ. Làm gì mà bẻ gãy tay của người ta trong khi người ta đâu có làm cái gì sai. Ngay từ đầu quý vị nghe, tới dịch ngay từ đầu á. Và kết quả là gì? Ông không thể làm bất cứ điều gì để tìm thức ăn cho con mình. Và điều đó vô cùng khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi liên tục rất đói. Quý vị thấy chưa ạ? We were continually very hungry. Có chú anh chị nào biết chữ hungry là biết rồi đó. Và do đó, các con tôi cũng phải chịu nhiều khó khăn. My children also had to put up with a lot of hardship. Đúng chưa ạ? Rồi ở đây cái sự phẫn nộ của tôi đã buộc tôi phải đứng lên. Vào ngày đồng khởi, tôi đã đứng lên đòi hỏi những quyền dân chủ cơ bản của nhân dân. Có một người lính tên Côn, người nhận thấy người dân đang làm điều đúng đắn và ủng hộ người dân. Vì vậy, anh ta đã đứng lên thu súng và chiến đấu. Và xin lỗi quý vị, ở đây không phải là thu súng mà giống như là tập hợp súng đạn. Tập hợp súng đạn của những cái binh sĩ khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa số 1 á, và chiến đấu lại với chúng. Và sau khi giao tranh xong, địch pháo kích, chúng tôi từ Đồng Tâm là ở đâu quý vị? Quý vị, Đồng Tâm là ở đâu ạ? Là coi như là người dân coi cái người dân coi cái thế lực của Ngô Đình Diệm là the enemy luôn quý vị, là kẻ thù. Một cái chế độ, một cái ngụy quyền mà đối xử với người dân, mà người dân coi họ là kẻ thù như vậy, thì Lê Hoàng Nam tung hô Ngô Đình Diệm tiếp đi. Để coi người dân của Việt Nam, những người mà còn sống sót, những người mà chồng con của họ, ông bà của họ, rồi dạ Tiền Giang, dạ ông bà của họ, rồi chồng con của họ,
rồi 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 người thân của họ bị cái luật 10 năm 9 chém một cách bất đắc kỳ tử mà không phải là người của cộng sản đó. Lê Hoàng Nam có dám đối diện với những người đó không? Quý vị chia sẻ rộng rãi giùm em. Và giết một trong những đứa con của tôi, tức là khi pháo kích vô người dân, quý vị thấy không? Ác không? Pháo kích vô người dân luôn. Vì vậy, sau khi giao tranh vào tháng 5 năm 1966, họ thả bom và giết một người đứa con khác của tôi, là lúc này Ngô Đình Diệm xong xong phim rồi đó. Quý vị thấy là thả bom vào nhân dân luôn à? Bà Nguyễn Thị Chim này, em nói thiệt quý vị, bả không phải là cộng sản mà được đi học tập đâu. Bả đứng lên bả đòi lại cái quyền dân chủ của bả. Bả không phải là cái người mà bị tiêm nhiễm với cộng sản, bả chỉ đứng lên để bảo vệ làng quê của bả. Đó là lý do tại sao mà em nói là cảm ơn o du kích nhỏ của miền Nam. Trong miền Nam thì họ không gọi là o mà họ gọi là cô, là chị. Đúng quý vị. Cô chị gì? Cô du kích nhỏ quý vị. Quý vị thấy sao mà Mỹ lại bỏ bom, hay Ngụy hay Mỹ bỏ bom vào nhân dân như thế này? Mà người dân còn sống sót, họ kể lại nè. Đúng chưa? Giết một người khác. Rồi đoạn này. Vào khoảng năm 1967, chồng tôi bị giết khi họ ném bom vào làng. Lại ném bom vào làng. Họ chết vào những thời điểm khác nhau và không phải tất cả cùng một lúc. Năm 1968, người Mỹ tiến hành chiến dịch tìm diệt ở khu vực này và bắn chết một đứa con khác của tôi. Vì lý do này, chúng tôi thực sự phẫn nộ. Vì thế, như lời các anh lính kể, phụ nữ khắp nơi trên thế giới đều ủng hộ chúng tôi, trong khi chúng tôi đang vật lộn và chúng tôi đã gặp khó khăn. We were roughed up. Chúng tôi đã bị làm khó. Nhưng có một số người lính đã nói với họ rằng họ không nên hành hạ chúng tôi. Chúng tôi nghe nói phụ nữ các nước trên thế giới cũng ủng hộ phụ nữ Việt Nam và nói với chính quyền đừng đàn áp chúng tôi, và tin tức này đã khích lệ chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã đứng lên đấu tranh dành cho quyền lợi của mình. Trước đó, xin thưa, trước đó tôi không tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào cả. Đó vì tôi có quá nhiều con cái phải chăm sóc. Bà nói bằng cái lòng chân thành của bà nè quý vị. Cho nên là đừng có ai chụp mũ bà là cộng sản Việt Cộng. Bởi vì một chế độ thói nét áp bức người dân, Lê Hoàng Nam ạ, một chế độ thối nát của Ngô Đình Diệm áp bức người dân, thì người dân buộc phải đứng lên như thế này. Đây là những chuyện có thiệt các bác. Đây là chuyện có thiệt, và tí đưa ra bằng chứng chứ không thể nào mà nói miệng với lại Lê Hoàng Nam được. Lê Hoàng Nam thách thức dư luận là có bằng chứng đâu mà nói tôi lịch sử. Đấy, bằng chứng trên màn hình đó quý vị. Quý vị chia sẻ rộng rãi ra cho cái view của nó lên tới 5.000 đi, rồi em sẽ chia sẻ mấy cái link này cho quý vị xem. Tin tức này đã khích lệ chúng tôi, và chúng tôi chưa hoạt động trong chính trị, và rồi tôi phải mất cả ngày để làm việc và cấy lúa. Quý vị thấy bà trả lời rất là mộc mạc không? Bà đâu có tham gia hoạt động chính trị nào đâu, và bà phải trải qua cả ngày để làm việc trên đồng áng để cấy lúa. Transplanting rice có nghĩa là cấy lúa. Năm 1956, khi chồng tôi đi kiếm bà đỡ đó, midwife có nghĩa là bà đỡ cho tôi, thì người lính dưới sự chỉ huy của trưởng thôn, ông thôn chắc á, bắt chồng tôi đưa vào đồn, đánh đập và nói rằng chồng tôi đang tìm cách liên lạc với Việt Cộng đó. Dân làng lên đó cầu xin sự thương xót nhưng vô ích. Cuối cùng 2 ngày sau, tôi đưa đứa con mới sinh ra đời đến đồn quân sự và xin thả chồng tôi. Tôi nói rằng chồng tôi thực sự sẽ đi tìm một bà đỡ và rõ ràng tôi đã sinh con 2 ngày trước. Nhưng ông trưởng thôn chắc nói rằng ông không quan tâm đến việc tôi mới sinh con hay không. Đây cái đoạn này nè quý vị. Sinh con hay không? Ông ta tra tấn chồng tôi rồi đưa chồng tôi về Bến Tre ngay trong đêm. Từ đó chồng tôi bị đưa đến khám Chí Hòa và bị giam trong 1.5 năm. Sau đó họ đưa chồng tôi lên đi trại giam huyện Chùm Ruột thêm nửa năm. Thế là chồng tôi bị tù 2 năm. Quý vị thấy không ạ? Trong suốt khoảng thời gian khó khăn, cuộc sống ở nhà vô cùng gian khổ vì có con nhỏ. Khi chồng tôi trở về, một cánh tay của anh ấy đã bị liệt hoàn toàn. Vì yêu chồng
mà tôi phải chịu đựng tất cả vì anh đã đi kiếm bà đỡ cho tôi. Sự phẫn nộ của tôi càng tăng lên. Nếu các con tôi sống sót và lớn lên, chắc chắn chúng sẽ bị bắt và tra tấn. Ngô Đình Diệm chắc chắn sẽ bắt và tra tấn. Quý vị thấy chưa? Người ta tố cáo tội ác Ngô Đình Diệm mà thời đó người ta không dám nói, người ta chỉ đấu tranh thôi. Và sau khi cái biên niên sử truyền hình của Mỹ đã phỏng vấn bà và bà nói là Ngô Đình Diệm would certainly have them arrested and tortured. Một nỗi ám ảnh cho người dân của chế độ đó mà quý vị, mà Lê Hoàng Nam lại tung hô Ngô Đình Diệm và gọi ngài một cách rất là xảo trá và xảo quyệt quý vị. Và đó là lý do tôi phẫn nộ và tôi phải đứng lên tham gia phong trào đồng khởi với mong muốn chồng con tôi thoát khỏi cảnh nô lệ. Quý vị thấy không ạ? Cái chất cộng sản nó nằm ở trong con người của người Việt Nam. Chứ không phải là những người này đi học tập chính trị để mà biết về cộng sản để giải phóng. Họ chẳng biết gì gọi là giải phóng dân tộc hay giải phóng gì. Họ giải phóng cái làng của họ. Họ không muốn có bất công, thưa quý vị. Đúng mà. Cổ nói rất là tội luôn quý vị. Tôi phải đứng lên tham gia đồng khởi để hy vọng rằng chồng và con tôi không có bị ăn hiếp nữa. Escape enslavement, thoát khỏi nô lệ. Người ta mới hỏi là chồng của chị và con của chị chết trong hoàn cảnh nào. Một đứa thì chết khi mà tụi nó pháo kích vô từ căn cứ hỏa lực Quỳnh Đức. Đó là vào năm 68. Hai tháng sau nó lại bắn pháo kích và một đứa trẻ khác lại thiệt mạng. Một tháng 10 ngày sau chúng thả bom giết chồng tôi và một đứa con khác. Rồi một năm sau một đứa trẻ khác bị giết. Thế là bốn người trong gia đình tôi đã bị bom đạn Mỹ giết chết hết. Bà Nguyễn Thị Chim đó. Lê Hoàng Nam phải đối diện với bà Nguyễn Thị Chim nè. Coi bà Nguyễn Thị Chim vả Lê Hoàng Nam có trượt phát nào không? Bên phía cộng sản mình chưa bao giờ nghe là phải tra tấn ngụy hay cái gì. Bên phía cộng sản là mỗi lần mà ai mà hồi chánh đi về phía cộng sản là người cộng sản người ta đối xử như thế nào quý vị? Như là những người dân bình thường, chả bao giờ mà có một cái chuyện mà như thế này. Và người cộng sản chưa bao giờ mà dồn dân lập ấp hay là bắt dân như thế nào. Quý vị nên nhớ là từ năm 1954 đến năm 1960 khi mà ông Diệm còn tại vị thì ở phía miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là đã có cái kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là trồng lúa quê hương 5 tấn đô quý vị. Trồng lúa phục vụ cho chiến trường miền Nam kính thưa quý vị. Chiến trường miền Nam một nửa máu thịt của chúng ta vẫn còn dưới ách thống trị của thực dân kiểu mới, đó là đế quốc Mỹ quý vị. Đó là American Imperialist kính thưa quý vị. Và cái người phỏng vấn này hỏi là bà nghĩ gì khi ông Diệm mới lên nắm quyền và cuối cùng kết quả là bà đã nghĩ gì về ông ta? Tức là hồi mới lên và đến lúc nghĩ gì về ông ta? Thì ở cái đoạn này thì em cho quý vị nghe cái giọng của bà thôi nha. Đó là coi như ra lực 10 năm 9. Nếu ai á, gia đình á, là có mà đi á, bắt hợp lệ đi ban đêm, đi bắt cá, bắt tét gì ban đêm không đốt đèn thì ra đem mái chén chặt đầu. Quý vị thấy không ạ? Người dân đi đái ban đêm mà không đem theo cái đèn thì bắt chặt đầu. Quý vị có thấy cái chế độ nào nó kỳ không quý vị? Quý vị có thấy cái chế độ mà kiểu như Việt Nam Cộng Hòa số 1 á, là có phải là Lê Hoàng Nam thách thức cả dân tộc Việt Nam không? Người ta đi đái ban đêm không có soi đèn, nó cũng cho là cộng sản và nó bắt, nó trói. Đó là em nói hơi thậm sưng mà ở đây á, bà nói là kỳ ai mà đi đâu vào ban đêm một cách bất hợp pháp thì mình không biết là buổi tối mà bất hợp pháp là bất hợp pháp kiểu gì. Thì bà đưa ra ví dụ là nếu mà đi ra ngoài câu cá mà không có đem theo đèn pin hay là cái đuốc thì họ sẽ coi như là xử trảm bạn đó quý vị. Kỳ cục quý vị. Lúc đó là người dân á, là vô tội cũng phải chết mà người dân có làm thì cũng chết. Đó quý vị, người dân vô tội cũng chết mà người dân không có, người dân có tội cũng chết. Tức là lúc đó tham gia hoạt động cách mạng hay không thì đằng nào cũng chết.
Quý vị thấy lạ không ạ? Từ cái chỗ đó đó mà mình không làm cũng chết, mà có làm cũng chết. Quý vị thấy bà nói rất là tội không? Vì đối với việc họ có tham gia cách mạng không thành vấn đề, nên thực sự họ phẫn nộ và không không cho nên là cái người dân phẫn nộ, cho nên là cái người mà của chế độ Việt Nam Cộng Hòa số 1 á, họ không hề phân biệt Việt Cộng với nhân dân luôn. Nên nhân dân lúc đó mới căm thù, không phân bạn là không người nào làm Việt Cộng, không phân người nào là dân. Cho nên lúc đó là người dân vô tội chết rất nhiều. Và đó bắn giết á, là coi như gom vô tất cả đều vô coi như vô trường mật. Nhà đó thì em chỉ cho quý vị nghe một cái đoạn mà nó vô lý ở chỗ là đi đái ban đêm mà không soi, đi đái ban đêm mà không soi đèn pin, không soi đuốc là chặt đầu là sao? Trời đất ơi, Lê Hoàng Nam ơi, Lê Hoàng Nam, ông có nghiên cứu Ngô Đình Diệm kỹ như tôi không? Thậm chí Thùy Dương Na Uy hay là bất cứ nhân vật phản động nào dám vô phản biện với tôi không? Dám vô phản biện với tôi không? Cho nên là mình thấy là Lê Hoàng Nam như vậy là thách sức hết sức là vô lý. Và khi mà tân bốc Ngô Đình Diệm á, là kêu bằng ông, kêu bằng gã hay kêu bằng hắn á, là đã tôn trọng lắm rồi. Hoặc là kêu Diệm hoặc là kêu Ngô Đình Diệm là đã tôn trọng lắm rồi. Và ngày nay Đảng Cộng sản cũng không cho bất kỳ ai làm xâm hại tới gia đình của Ngô Đình Diệm. Tại vì chiến tranh đã chấm dứt, cái chuyện mà người ác thì đã trả giá, và những con cháu của người sau thì là không có sự can thiệp của bất kỳ người dân nào ở trong cái xã hội hiện đại của chúng ta. Quý vị thấy Đảng Cộng sản nhân văn được quý vị làm tới à? Đúng không quý vị khán giả? Quý vị khán giả cho em số 1 nếu quý vị thấy đúng ạ. À. Cho nên quý vị thấy là rất nhiều gia đình như bà Nguyễn Thị Chim rất là phẫn nộ đối với kênh Lê Hoàng Nam. Con cháu của bà Nguyễn Thị Chim, nhiều người bị bom Mỹ rồi bị cái sự hành quyết một cách vô lý do của chế độ Ngô Đình Diệm, mà sau giải phóng họ mới công bố cái điều này ra trên truyền hình của Mỹ. Người Mỹ họ biết, họ sợ luôn. Còn người Việt Nam như Lê Hoàng Nam trong nước thì lại lật sử, tẩy trắng lịch sử một cách là coi như là trắng trắng trơn luôn quý vị. Cảm ơn cô chú anh chị chia sẻ rộng rãi dùm cho em để tới tay cái Lê Hoàng Nam, để Lê Hoàng Nam còn đăng đàn xin lỗi nữa chứ. Hết cái vụ Quỳnh Mực xong rồi bây giờ tới Lê Hoàng Nam. Em đâu có rảnh đâu quý vị, em phải đi làm để em kiếm tiền em sinh sống chứ, còn YouTube thì kiếm được bao nhiêu. Kính thưa cô chú anh chị. Ở đây người ta nói là vì vậy lúc đó có rất nhiều người vô tội bị giết. Họ bắn chết người dân và dồn mọi người vào các nông trại, hay là người ta gọi là khu trù mật, và họ buộc phải tháo dỡ nhà cửa và đưa họ vào các khu nông nghiệp. Và những ngôi mộ được quật lại, đây nè, cái câu này rất là phẫn nộ luôn nè quý vị. Câu này rất là phẫn nộ nè. Những ngôi mộ bị xới lên và những ngôi nhà mới được xây dựng trên những khu mộ này, quý vị thấy ác không ạ? Gom vô hết mã mộ là con sới rồi bắt người ta cất ngay nhà mã mộ người ta. Từ cái đó chỗ đó mà dân phải sợ là coi như là bị vô đó là bị mang cái ách nô lệ thì coi như chết sống ngày nào. Nằm trong đó là lúc đó Ngô Đình Diệm là có tuyên bố đó, là chết sống nhân dân á, là chết sống vì cái tay Ngô Đình Diệm đó. Quý vị thấy chưa, những ngôi mộ xây sới lên rồi xây lên trong cái khu đó. Vì vậy quý vị thấy là người dân rất là lo sợ là khi đi vào các vùng nông thôn, họ sẽ tự đặt mình, tức là vô cái khu trù mật là họ sẽ tự đặt mình làm cái nô lệ của chế độ Ngô Đình Diệm, rồi không biết khi nào bị giết. Và Ngô Đình Diệm lúc đó tuyên bố một cái câu là sự sống hay cái chết của nhân dân nằm trong tay ông. Đứa nào ở hải ngoại mà dám nói cái câu là Ngô Đình Diệm là một vị lãnh đạo có tài đâu, về Việt Nam đối chất với mấy người mà có người thân bị chế độ Ngô Đình Diệm giết á. Mình rất là phẫn nộ luôn cô chú anh chị. Mình không hiểu là tới ngày hôm nay mình nói sang ngày thứ hai rồi mà mình vẫn chưa nghe về phía văn hóa, Bộ Thông tin Văn hóa hay của Việt Nam mình lên tiếng, mà trong khi á, nó có rất nhiều bằng chứng từ phía Mỹ như thế này. Vì vậy á, mọi người thực sự phải sợ, phải sống ở nông thôn. Và ở đây cái đoạn này họ nói là họ rất là sợ sống ở trong khu trù mật.
khu trù mật cũng có thể gọi là ấp chiến lược, quý vị. Họ thà chết trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống và dân chủ, nhu cầu hòa bình và độc lập chứ không phải bất cứ điều gì quá đáng. Vì vậy, nếu Ngô Đình Diệm không đàn áp dân chúng thì sẽ không bao giờ có cuộc tổng khởi nghĩa, tức là đồng khởi. Lúc bấy giờ, nhưng tình hình lúc đó thực sự đã vượt quá tầm kiểm soát. Những người vô tội bị bắt và giết rất nhiều. Quý vị thấy rõ ràng bà nói là innocent people were arrested and killed. Quý vị thấy chưa? Rồi điều gì nữa quý vị? Ai có người thân tập kết ra bắt đều bị đưa vào danh sách đen và buổi đêm danh sách đen rồi gì nữa ta? À, và buổi đêm bị đưa vào đồn quân sự cơ quan hành chính thôn để ngủ. Sau đó giữa đêm chúng đưa những người này ra bờ sông và bắn chết. Đây chính là nguyên nhân khiến những người vô tội trở nên phẫn nộ và buộc phải đứng lên. Việc bạn có tham gia hoạt động cách mạng hay không, không quan trọng. Dù sao thì họ cũng sẽ giết bạn. Vì thế, mọi người đều ủng hộ cách mạng. They would kill you anyway. Hence, everybody supported the revolution. Mọi người đều ủng hộ cách mạng. Quý vị thấy cái chương trình của buổi trưa ngày hôm nay hay, quý vị cho em số 1 và quý vị like giùm em nha. Nhớ like nha. Của chú anh chị, hiện tại em thấy cái like ít lắm luôn á. Hiện tại em thấy cái like ít lắm luôn nha quý vị. Cho nên là cô chú anh chị nào mà là người thân của tất cả những người mà sống ở dưới chế độ Ngô Đình Diệm mà bị bom đạn Mỹ giết chết, hay là bị coi như là chế độ Ngô Đình Diệm thanh trừng, cô chú anh chị đừng có nóng với Lê Hoàng Nam. Hãy để cho pháp luật xử lý, của chú anh chị. Hãy để cho pháp luật xử lý. Và tí sẽ liên tục đưa cái thông tin này cho đến khi nào mà Bộ Văn hóa Thông tin phải vào cuộc. Chứ không thể để cái câu chuyện này trôi theo sông, trôi theo dòng nước được quý vị. Kênh của em công ra công, tư ra tư. Mặc dù á, mình biết á, là Quỳnh Mực á, nói về cái con mực đó không đúng, nhưng mà bản thân của Quỳnh Mực á, là làm chỉ có cái đó là phát ngôn, có thể là nói là phát ngôn hơi bị thiếu kiềm chế. Thì Quỳnh Mực á, là một cái nhân vật mình cũng để ý, nhưng mà là một phụ nữ cho nên là mình cũng chăm trước được phần nào. Nhưng mà một người mà với cái định hướng, quý vị biết là kẻ thù á, mà bự con hơn ta mà đánh ta còn không sợ. Còn những cái kẻ thù mà len lỏi trong cái văn hóa để chia sẻ những cái này, để kêu gọi những cái người trẻ mà đi theo cái luồng văn hóa kiểu như Lê Hoàng Nam á, thì quý vị nghĩ đi, cái thế hệ lớn tuổi mà không còn nữa mà chết đi, rồi cái thế hệ sau này, quý vị đâu có biết là tự nhiên nó đưa lên Ngô Đình Diệm là thánh sống và nó sẽ có lập ra một cái đội là phục vụ cho chế độ Ngô Đình Diệm đâu quý vị. Mình đâu biết được quý vị. Mình đâu có biết được, tự nhiên cái một cái thời nào đó tự nhiên có một nhóm người trẻ tôn sùng Ngô Đình Diệm lên làm thánh sống đâu quý vị. Mình không biết được, mình không biết chừng được quý vị. Mình không bao giờ biết được câu chuyện đó quý vị. Yeah.